Dạ rồi, à, em Phi Long kính chào cả nhà nha Chúc cả nhà có một cái uh, ngày mới thật là nhiều năng lượng cũng như là thật là nhiều may mắn Thì trong video này thì em Long có nói rằng là tích lũy chặt uh, 1267 hay là sẽ là 1232 hai uh, thận trọng Thì ở đây thì chị lưu ý nha Thì chúng ta cũng đang cho những cái biên độ siết khá là mạnh rồi Thì uh, sắp tới nha Cụ thể là sang ngày mai và ngày thứ năm sẽ là hai cái thời điểm mà VN Đất của chúng ta sẽ có những cái nhịp biến động mạnh hơn. Ở đây thì anh chị lưu ý nha. À, nếu mà với cái nhịp biến động vậy thì chúng ta phải cần chậm lại nha. Rồi, ngày hôm nay thì à, em long điểm sơ qua về thị trường một xíu. Đó là thị trường của chúng ta à, đóng cửa ở 1249.83 điểm nè. À, giảm 1,38%. trăm à, phiên sáng thì bị áp lực bán xuống rất là mạnh tuy nhiên là từ 10 giờ rưỡi đó đi thì đã liên tục kéo lên và đã cái vùng cả 1253 nè thì đã liên tục bị bán xuống lại rồi thì đó là về thị trường ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng đó là về tác động tích cực thì có FPT nè BVH HD LBB VTB nè CTR HB Vinhome còn chiều tiêu cực thì có Vietcom BIDV GVR Vinamilk GAT HBN MBB và STB thì nhìn nhìn chung về thị trường thì em thấy rằng là ngày hôm nay nhóm phòng thủ thì chạy khá là nhiều thì đây là một cái điều anh chị nhà tư đáng để lưu ý và tiền vẫn tập trung vào nhóm ngành công nghệ, nhóm ngành công nghệ nha các nhà. À, khi mà liên tục đổ vào nhóm này, VTB, CTR, CMG ha, đây đổ vào những con như này thì thị trường chúng ta sẽ khó có thể mà tiếp tục cái đà đi lên một cách mạnh mẽ khi tiền nó vẫn không chịu vào như là nhóm ngân hàng, chẳng hạn, à, nhóm chứng khoán càng không, không vào luôn. thậm chí là chứng khoán có mã Benny chạy, đó chúng ta thấy là dòng tiền nó cực kỳ yếu rồi uh, có bất động sản thì sáng thì có được nha buôn buôn lên được một xíu ha nhưng kết phiên vẫn giảm ngược trở lại thì chứng tỏ rằng đây là một cái vùng uh, bắt đầu là lực cung ra cao tuy nhiên thì bây giờ nếu ha nếu ngày mai đây về phân tích bộ công cụ ichimoku chỉnh phát luôn ngày mai trong khung h 1 của nó sẽ tích lũy chặt trong cái vùng giá này ha chỉ cần phá vỡ 1242 thôi thì cái nhà sẽ thấy rằng nó sẽ lao xuống ở đây nha ở đây nó sẽ hồi lên thì cái nhịp này nè nhịp ở ngay đây nè nếu mà không tiếp tục phá cản để xuyên cái eo mày đi lên thì khả năng cao thì trường mình lại gặp rủi ro tiếp đó đó là thôi tạm thời là kịch bản như vậy nhưng mà cái nhà lưu ý về đây cứ mạnh dạng tham gia cho em long mà về bao nhiêu vậy em ơi về một hai hai tám nè đây, 1232 và 1228 mạnh dạng tham gia. Nó sẽ cho anh chị một cái nhịp hồi. Còn thậm chí là thị trường có thể là bứt thoát y lên luôn thì chúng ta tính sau ha. Rồi, cái thứ hai. Kịch bản ngày mai thị trường tích lũy chặt, phá đỉnh sẽ tiếp tục phóng lên. Thì phóng lên móc bao nhiêu vậy thì mong cũng trả lời luôn. Thì phóng lên thì cùng lắm là quên quanh lên quanh 70 thôi chứ không có nhiều nha. Lên quanh 70 tuy nhiên chúng ta phải xem là liệu lúc tăng như vậy á thì tiền có đổ vào bất động sản, chứng khoán hay là thép hay không á à? chứ cứ kéo mỗi trụ không mà lâu lâu thí dụ đưa ra bvh kéo là hai ngày liền này. rồi thí dụ kéo nhóm dầu khí rồi kéo bán lẻ rồi thì cũng không uy tín nữa. kéo với ngân hàng đi ngân hàng nha và kéo ngân hàng thì tiền phải tìm về bất động sản rồi tìm về chứng khoán thì thị trường chúng ta mới lên xa và lên mạnh được có tăng thì cũng để chút lời thôi nhà vì sao ở đây thì nếu có nhà à, nghe em phi long nhiều sẽ biết ha khách sạn mở ra rồi khách sạn mở ra rồi thì đâu có thoát được đây ha điều chỉnh về đây nè trước tiên là sẽ có một cái vùng đỡ ngay đây nha đây em long vẽ sẵn cho cái nhà luôn thì về đây thì chắc chắn là phải có nhịp bật hồi rồi chứ không thể nào mà có cái sự đi lên một cách quá mạnh được Nói chung là thay thời điểm hiện tại em Long đánh giá cao là cái kịch bản nó sẽ tiếp tục cái đà đi ngang Thậm chí là nó sẽ có một phiên dụ vô nữa Hiện tại thì ở đây là cũng cố gắng rút chân mà rút chân mà cuối phiên không uy tín Nhìn về tổng quan nè, VCI cũng đâu ổn đâu Cái nhà ý nha, ngày mai VCI đạp về quanh đáy cũ này vô cho em ha Em Long vẫn view rằng nhóm chứng này nếu không tăng nó sẽ có một nhịp đạp xuống Để chi? Tạo ra các cái tín hiệu cầu vào mạnh hơn Tại vì và cầu ở mua ở vùng giá cao này họ không chịu mua. Thành ra thì chưa không tăng được. Rồi, SSI ha. Rồi, SSI vẫn như vậy nha các nhà. Hả? Rồi. Về đây tham gia cho em nha. Sát đây gần đấy cũ nè. Uhm, CTS. À, riêng CTS thì à, em nghĩ rằng nó nên phá đáy đi và đấy chị sẽ tạo tín hiệu phân kỳ nha thì lăn quanh cái đáy cũ này anh chị mua vô trước nha rồi à, nãy mình có làm về HCM HCM khá mạnh thì à, cái nhà lưỡi là đạp về đây mua 26827 nha rồi à, VCI mã này mình phải trả thù rồi ok ha đợt trước lãi trên đây không chịu chốt Cùng mua ngay đây nè sát 34 lên đây đâu chịu chốt đâu lì <laughs> nó giảm ngược lại cái thôi bán hòa vốn luôn cái cây này nè cây này rút chân là mình vẫn còn cầm ha nhưng mà tới cái cây này là khi mà chiều mình thấy oh, vừa bán xong cái là nó có những cái mức giá giảm kinh khủng khiếp luôn thôi là bỏ qua đi mình sẽ trả thù ha DG thì cũng đã chốt lãi đi nha nha à, lợi nhuận 5 phần trăm đây chiều ngày hôm nay thì em cũng đã cho rung tín hiệu mình chốt luôn rồi đây rung cộng đồng ha chiều là chủ động chốt luôn nè tại vì em thấy tăng không nổi nữa thì trường không thuận ha thì giờ lúc đó nó còn lanh quanh là 42.85 á thì nếu mà anh chị đo đi thì cho em đo là 40.4 nha giá trung bình đi của giá em Long khuyến nghị rồi 45 luôn thì anh chị phải chốt ở đây có phải là anh chị được gần 6 phần trăm không đó như vậy thôi được rồi cái nhà 5,8 phần trăm á rồi thì như vậy là khá là ổn rồi em Long thì cũng đã view qua thị trường trong đung tín hiệu của mình là thị trường của mình là chưa có cái sự tăng giá mạnh được rồi à, view cả nhà rất là chuẩn chỉ ha đây sáng này ngắn gọn thôi vn index sẽ vùng cung mạnh nè ở đây hiện chưa có nhóm nào dẫn thì cứ chờ thôi để đi vẫn đang nêu cao nè lợi suất trái phiếu chính phủ vẫn đang có xu hướng tăng rồi ở đây thì lợi suất trái phiếu chính phủ liên tục phá lên nè tín hiệu tiêu cực lý do và đây là lý do nhóm bảo hiểm tăng lên nè đây cả nhà lưu ý nha đó liên tục tăng lên như vậy thì không ổn đâu rồi, chiều thì cũng nói rằng nó sẽ test về đây ha. Nó sẽ có một hai nhịp thôi. Đánh gãy thì lao xuống tiếp, nhưng mà kéo lên tiếp thì còn một nhịp tăng. Rồi, à, cả nhà lưu ý nha. Ngày mai thì... Rồi, à, điểm, điểm sơ qua hết cái nhóm chứng luôn. Biết ai à. Biết hay thì nếu anh chị muốn mua T cộng mà đủ nhịp T cộng á, phải có giá đây. Nhưng mà trong thời, thời gian hiện tại thì em Long nghĩ rằng chưa có cái mức giá này cho chị mua đâu. Nó sẽ về đây thôi. Thì về đây anh chị cứ mua nha. Rồi VX thì giá bao nhiêu? VX, VX đó thì em Long cũng đã chia sẻ với nhà rồi. Thì nếu mà để nó đi lên tốt á, đạp cho em luôn về giá đi, 9.3 đi, xúc vô ha. Nó sẽ tạo tín hiệu phân kỳ đảo chiều đó. Thì mua nó sẽ ok hơn. Rồi uh, RS thì ngày hôm nay là em Phi Long cũng cho nhóm mình tham gia nè. Cà phê T cộng vui nha nha. Chưa cái lúc mà mình vào mạnh đâu. Oh ta. À, 13.5 13.7 thì hiện tại đang 13.55 cả nhà cũng bị đạp ATO ATC ha thì nó mới có mức quanh mức giá này buổi sáng nó bán hoảng loạn xuống nè rồi cái nhà yên tâm thì mua quanh đây thì ngày mai có nhúng thêm về 13.3 nó cũng sẽ bật hồi thôi thì hàng chưa về mà đợi thêm nha nhóm em phi long thì vẫn đang uh, tham gia một với một cách tỷ trọng là nhỏ nhặt thôi chứ cũng không lớn thời điểm hiện tại ha nhóm em Long thì không có bị cuốn theo thị trường tại vì uh, nhóm cũng đã bắt vùng một ngàn hai anh chị theo dõi em Long nhiều sẽ biết rằng em Long mua ở đâu nha rồi về thị trường của chúng ta là hiện tại là thấy nhóm chứng là như vậy nha. còn nhóm bất động sản anh chị quan tâm đến mã nào thì vẫn tiếp tục à NHA NHA thì anh chị lưu ý rằng là với cái nến này thì nó phải tích lũy khá là lâu ở vùng này nè nó không có tăng được ha đợi test rồi đi test thêm đi sát 274 ha, 274 tham gia được. thậm chí là nó sẽ về 267 luôn á, thì về đó anh chị tham gia ok hơn. đất xanh thì sao? đất xanh thì đây, xu hướng của nó sẽ tìm về vùng giá này nha. đây nha nha, 18, 168 nha. đây, đọc giá nhớ luôn 168. còn nếu mà thị trường xấu á thì đất xanh sẽ có những mức giá dưới đây. tuy nhiên về đây cái nhà của mình vàng mà mua trước. ví dụ, Thị trường chúng ta test về quanh 1, 240 thôi á thì đất xanh chỉ test về đây thôi và sau đó tiếp tục đi lên tuy nhiên à, nếu mà thị trường ok thì cái nhà thấy à, không ổn à. thì khi mà thị trường test về quanh một hai ba đi thì đất xanh sẽ có những cái mức giá sát 16 cho nhà mua thì ở đây thì long có vẽ một cái kênh giá rồi từ bữa giờ đây nè về đây cứ mua mua nó đánh theo kênh này nè nà. bữa giờ rộng rộng là xíu à. đó xẹt thì vẫn đang trong cái kênh này thôi, cả nhà cứ mà thoải mái à, mạnh dạng mua vô rồi uh, đất xanh rồi uh, bdr nữa Là đó những con mà em phi long thấy khỏe ra à. tuy nhiên uh, sau ngày hôm nay thì bdr bắt đầu uh, ghê rồi nha nhưng mà anh chị vẫn có thể mua được mua được khi nào uh, test về đây mua uh. rang tích lũy giống hộp nè tích thì mình vào bên dưới nè mua rồi mình sẽ sao chờ một cái nhịp ở đây nè đợi đạp xuống đây mua vô tích lũy tích lũy xuyên khe lên lại rồi đi lên thì ok ha cái kịch bản này là gọi là xinh đẹp tuyệt vời luôn nè rồi ok cả nhà tạm thời là như vậy em nông thì vẫn đang chờ đất xanh thì test về giá này thì để mua ra trong khung tuần nó thì cũng có hỗ trợ xét 19.7 đó về đây nè 19.7 20 mua mua vô nha cả nhà Khang điền rồi mấy mã này thôi bỏ qua đi chưa mã nào ok hết anh đây là ngân hàng nên chị để ý được con này cho em à hôm nay là lại chơi cái bài kéo atc riêng ctg nó sẽ em long nếu mà mua xác ba làm mà mua không thì thôi tích com bao nhiêu tích com cũng vậy luôn nó đang tích lũy trong một cái nền nhỏ này nè sắp tới là nó sẽ có thể test về xác 23.2 về đây có anh chị có thể bỏ mua nha mua thì đánh ngắn thôi chứ đoạn này để nói ăn xa thì chưa đâu stb thì bị giảm là nhà thấy không? ma mưa đang hướng xuống nè áp lực bán vẫn còn cao à. tuy nhiên sắp tới là bắt đầu nó lại lại, lại nè cố gắng bẻ ra dần dần thì qua khúc bên này thì tăng mới ok rồi tạm thời là như vậy nha các nhà rồi thì video em long cũng tới đây thôi cả nhà cần em phi long hỗ trợ về mặt tín hiệu hoặc là về đồng hành về tim thì cả nhà có thể là nhắn tin cho em em long sẽ hỗ trợ cho cả nhà à, về mặt tín hiệu thì đầu tiên là nhóm tín hiệu riêng của em long thứ hai đó là cái nhóm tín hiệu của anh tèo ha thì ở đây thì anh tèo sẽ hỗ trợ cho cái nhà luôn em long sẽ hỗ trợ cho cái nhà ngày hôm nay thì như rung anh tèo thì cũng có vài vào KPC nè em long thì chờ thêm mà KBC thì em long thấy trạng thái chưa đẹp lắm nên là vẫn chờ lệnh hai rung thì không phải hoàn toàn là giống nhau nha nên là cả nhà có thể là tham khảo thêm à, uh, rung này thì cũng là do anh tèo quản lý em long thì quản lý rung nhỏ hơn đây <laughs> rung này thì là khách hàng của em long ha và trong đây cũng có một số anh chị khách là khách hàng của anh tèo thì em cũng sẽ hỗ trợ cho luôn đó thoải mái ha anh tèo cũng là người giúp em long mà nên là cái việc mà uh, em long được uh, hỗ trợ lại cho anh tèo như vậy sẽ rất là vui uh, ít nhất mình cũng có cái việc gì mình làm uh, mình thấy có ít uh, rồi thì uh, video của em cũng tới đây thôi cổ phiếu thì nó cũng y chang vậy cả nhà uh, không lên cũng không xuống uh. giảm xuống thêm đi thì mua còn cứ tăng như vậy mà rướng rướng thanh khoản thì không có thì nó cũng không ok lắm rồi Uh, hẹn ở nhà vào uh, phiên live sáng mai uh. ở đây thì anh chị lưu ý uh, DSI thì hiện tại vẫn đang uh, tích lũy trong vùng nền này em mong vẽ nè muốn xác nhận muôn vai đầu vai uh, thì anh phải gãy luôn 105 cơ gãy luôn 105 ha. Uh. thì xác định muôn vai đầu vai Nó uh. đang tìm cận hôm nay nè uh. thì nó phóng xuống thì ok nhưng mà về lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam mình lại tăng nè uh. nhà lưu ý nha đây là một cái điều mà em Long không khoái lắm cả nhà để ý là mỗi lần mà lợi suất trái phiếu chính phủ mà tăng á, là thị trường mình không có tăng nổi chung là đợt này thì cứ chậm chạp thôi cả nhà rồi chúng ta điểm sơ qua bitcoin như thế nào ngày hôm nay bitcoin vẫn đang neo thôi sắp tới là bitcoin có biến động mạnh nha các nhà luôn ý nha bắt đầu là hợp bích vào nhau rồi đó. còn phi lên phi xuống chúng ta chờ tiếp à, giá vàng cũng đang tích lũy ta sự win trong liên tục mà biến động mà hẹp sắp tới là nếu mà vượt qua được 2665 này thì vàng sẽ có một nhịp kéo nữa rồi về giá dầu thì sao dầu thì vẫn đang là đẹp gì đấy nè đợt trước vẽ kênh sai quay up nè tự nhiên nó lúng qua đây một đường một lần á test lại lần thứ hai ở đây thì xấu rồi giờ nó sẽ đi theo kiểu khác ha. như con này thì vẫn còn ok rồi thì uh, tới đây thôi nha cả nhà à, cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều à, anh chị nhà tư đang xem like thì à, đang xem video ha thì uh, cho em long xin một lượt like nha rồi uh, cần em long hỗ trợ về mặt tín hiệu như nào thì cả nhà cứ nhắn tin lên thì em long sẽ hỗ trợ nha rồi, 1 là 1267, 2 là 1232 thôi. Hoặc là nó sẽ điều chỉnh về 1240, ở đó cũng là một cái vùng cầu rất tiềm năng. Rồi hẹn cả nhà vào sáng ngày mai nhé.